Matt, hình như anh tới sớm hơn so với giờ hẹn đấy. Tôi biết, nhưng hôm nay tôi muốn tới đây để giúp cô chế biến món ăn đấy. Anh cũng biết chế biến món ăn ư? Chuyện nhỏ thôi, với bộ nồi chảo của Elmic thì ngay cả một người đàn ông vụng về cũng có thể trở thành một người nội trợ đảm đang đấy thưa cô. Anh làm tôi tò mò quá đấy, Matt. Đầu tiên tôi sẽ cho cô thấy khả năng chống dính tuyệt vời từ chiếc chảo của tôi. Anh phải để tôi cho mỡ. Không cần đâu cô à, chiếc chảo này có thể rán trứng mà không cần dầu mỡ. Cô nhìn này, nó không hề bị dính. Nhìn tôi lắc mạnh tay nữa này, không hề bị sao cả. Món trứng đã hoàn thành chỉ trong vòng 30 giây đấy. Chưa hết, chúng ta sẽ thử với món cá nhé. Ôi, xin lỗi Matt, chiếc bếp bị hết ga. Không sao. Với bộ chảo nồi của Elmic thì chúng ta có thể nấu ăn ngay trên bếp ga cũng như trên bếp từ. Hình như món cá của chúng ta đã chín rồi đấy anh ạ. Cô hãy quan sát kỹ, nó không hề bị dính nhé. Tôi sẽ cho cô kiểm chứng khả năng chống dính tuyệt vời của chiếc chảo này. Ôi nhìn kìa, những giọt nước bị trơn tuột một cách thật dễ dàng. Khi các chị em mua loại chảo chống dính đang được bán trên thị trường, sử dụng một thời gian thì lớp chống dính này sẽ bị bào mòn và biến mất. Và quan trọng hơn, các sản phẩm dùng loại sơn tích điện trong công nghiệp để tạo màu đen xám giống như sơn chống dính. Nhưng thành phần hóa học của sơn công nghiệp như chất cadmium, kim loại nặng và hóa chất khác trong sơn khi đun nấu ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra lớp khói có chứa các chất độc gây hại cho sức khỏe. Vậy còn chiếc chảo Elmic thì sao hả Matt? Chiếc chảo của Elmic thì khác, do được phủ lớp chống dính bằng sứ là nguyên liệu thiên nhiên, không bị bào mòn theo thời gian. Và quan trọng là nó đã được các nhà khoa học châu Âu đảm bảo là an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Tôi cứ sử dụng chiếc chảo thường như thế này được một thời gian, tay cầm sẽ bị gãy như thế này đây. Anh có cách nào giúp tôi không hả Matt? Với chảo sứ của Elmic, cán chảo được làm bằng nhựa bọc silicon, chịu nhiệt giúp cầm giữ chắc hơn và mềm mại cho tay. Độ cứng của nó gấp 2 lần chảo thông thường cho nên cô có thể yên tâm về độ chắc chắn của nó nhé. Mặt sau của chảo được phủ sơn chống bám bẩn và có nhiều màu sắc phù hợp với nhiều không gian nhà bếp. Bên cạnh đó thì hôm nay Matt còn muốn giới thiệu tới Trang và quý vị khán giả bộ nồi phủ gốm sứ cao cấp Elmic. Cũng nói luôn là tất cả những điều thú vị từ chiếc chảo sứ mà Matt vừa giới thiệu thì cũng đều được tích hợp trong chiếc nồi phủ sứ này đây. Đáy sản phẩm dày 5mm giúp sản phẩm không bị hiện tượng giãn nở kim loại ở nhiệt độ cao, làm cong vòng mặt đáy khiến lãng phí nguyên liệu nấu. Sản phẩm của chúng tôi có thể nấu được rất nhiều món ăn khác nhau. Món ngao hấp hải sản thật là thơm ngon. Đây là món hấp tôm sú rất bổ dưỡng. Còn đây là món cá rô đồng om dưa thật tuyệt vời. Đừng nói với tôi là anh mang những sản phẩm này về Việt Nam từ châu Âu đấy nhá. Tất nhiên là không phải rồi. Những sản phẩm này đều được bán trên kênh truyền hình TV Shopping đấy. Cô chỉ cần có điện tới là đã có thể sở hữu được sản phẩm này rồi. Elmic, phong cách châu Âu đích thực.